Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại Hà Nội, lượng hàng hóa thực phẩm đặt mua qua mạng tăng cao. Mức giá các mặt hàng online cũng tăng mạnh. Trong các mặt hàng, trứng gà, cá và hải sản tăng giá mạnh nhất. Trứng gà ta tăng giá từ 28.000 đồng lên 55.000 đồng một vỉ 10 quả. Cá riêu hồng từ 60.000 đồng tăng lên 120.000 đồng, tức tăng gấp đôi. Gà ta cũng tăng từ 110.000 đồng một kg lên 190.000 đồng. Các loại hải sản như tôm, mực, bạch tuộc cũng tăng 30 đến 40% tôm mực giá 160.000 đến 220.000 đồng 1 kg, nay tăng lên 290.000 đến 350.000 đồng 1 kg khi đặt mua online. Ngoài ra, rau xanh cũng tăng giá bất thường, bắp cải từ 10.000 đồng tăng lên 20.000 đồng một kg. Theo người bán, nguyên nhân là do nhập hàng khó khăn, chi phí vận chuyển tăng cao nên buộc phải tăng giá mới có lãi. 6 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu 781.334 tấn đường, tương đương tổng giá trị hơn 367 triệu đô la Mỹ. Theo Hiệp hội mía đường Việt Nam, đây là con số kỷ lục chưa từng có trong ngành đường Việt Nam. Điều đáng lo là đường nhập khẩu từ 5 quốc gia: Campuchia, Lào, Malaysia, Myanmar, Indonesia vào Việt Nam tiếp tục là hiện tượng bất thường, tăng hơn 10 lần lên đến 399.189 tấn trong 6 tháng đầu năm. Theo Hiệp hội mía đường Việt Nam, đây thực chất là dấu hiệu của động thái lẩn tránh thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp tạm thời đối với sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan. Nếu lần tránh được xuất xứ từ Thái Lan, đường nhập từ các nước ASEAN chỉ phải chịu mức thuế 5% tại thị trường trong nước, giá đường kính trắng tăng nhẹ từ 17.400 đến 17.600 đồng một kg lên 17.500 đến 17.800 đồng một kg. Theo khảo sát của cục xuất nhập khẩu bộ công thương, từ đầu tháng 8 năm 2021 đến nay, giá lợn hơi tiếp tục xu hướng giảm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên tiêu thụ giảm trong khi nguồn cung phục hồi. Hiện giá lợn hơi trên toàn quốc dao động trong khoảng 51.000 đến 55.000 đồng một kg, giảm từ 2.000 đến 3.000 đồng một kg so với cuối tháng 7 năm 2021 là mức thấp nhất kể từ giữa năm 2019. Tuy nhiên, số liệu mới công bố của tổng cục hải quan cho thấy. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Việt Nam đã nhập khẩu 80.850 tấn thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh trị giá 187,13 triệu đô la Mỹ, tăng 154,8% về lượng và tăng 144,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Giá nhập khẩu trung bình đạt 2.314 đô la Mỹ một tấn, giảm 3,9% so với cùng kỳ năm 2020. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, mặc dù quy mô chăn nuôi lợn của Việt Nam đã gần phục hồi, nhưng Việt Nam sẽ tiếp tục nhập khẩu thịt lợn do vẫn còn thâm hụt cung cầu. Tại lễ phát huy sức mạnh toàn dân tích cực tham gia phòng chống Covid-19 và ra mắt Trung tâm An sinh xã hội thành phố Hồ Chí Minh, BIDV đã thực hiện trao tặng khoản tài trợ nêu trên cho thành phố. Đây là khoản tài trợ BIDV thực hiện theo chương trình của ngành ngân hàng và sẽ phối hợp cùng các cơ quan hữu quan của thành phố gửi tặng đến các bệnh viện, cơ sở y tế để mua sắm trang thiết bị y tế, trang phục bảo hộ, triển khai công tác tiêm vaccine và các công tác khác phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tại lễ tiếp nhận, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của BIDV trong việc chung tay cùng thành phố triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, góp phần bảo vệ sức khỏe của nhân dân và sớm đưa cuộc sống của thành phố trở lại bình thường. Ở một số thời điểm, tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 vẫn còn xảy ra tình trạng xe luồng xanh vận chuyển hàng hóa bị ùn ứ tại một số khu vực cửa ngõ ra vào các thành phố lớn. Ngoài ra, còn có hiện tượng không cho xe vận tải chuyển hàng hóa thiết yếu lưu thông qua chốt. Một số chốt kiểm soát còn chưa nắm rõ chủ trương quy định để giải quyết cho phương tiện vận tải hàng hóa lưu thông qua chốt. Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị Bộ Y tế sớm cập nhật dữ liệu về con người vào phần mềm quản lý người ra vào các nơi công cộng như bến tàu, nhà ga, bến xe và trên phương tiện để đáp ứng các phương án kịch bản luồng xanh. Để đảm bảo lưu thông hàng hóa của các doanh nghiệp, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ nâng cấp phần mềm thẻ nhận diện phương tiện để có thể kết nối với cơ sở dữ liệu của Bộ Y tế. Để tạo điều kiện cho người có vé máy bay ra nước ngoài được đến sân bay thuộc các tỉnh đang giãn cách theo chỉ thị 16, Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành công văn về việc hỗ trợ đưa người có vé máy bay đi nước ngoài đến cảng hàng không quốc tế để thực hiện chuyến bay kèm mẫu phiếu xác nhận người đến sân bay có xác nhận của ủy ban nhân dân xã phường của tài xế chở người ra sân bay. Với hành khách ra sân bay để đi nước ngoài, khi tới chốt kiểm soát của các cơ quan chức năng thì hành khách cần xuất trình phiếu thông tin yêu cầu đối với hành khách sử dụng ô tô đến cảng hàng không quốc tế để bay đi nước ngoài, hộ chiếu kèm visa còn hiệu lực, vé máy bay bằng giấy hoặc điện tử gồm mã đặt chỗ, thời gian bay, ngày bay, số hiệu chuyến bay cùng chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 còn hiệu lực bằng phương pháp RT-PCR. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ góp ý dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải pháp miễn giảm thuế, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của Covid-19 do Bộ Tài chính chủ trì xây dựng. Trong đó có kiến nghị về việc nhiều cơ quan báo chí sụt giảm doanh thu phát hành, quảng cáo từ 40 đến 50%, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các tòa soạn cũng như đời sống của người làm báo. Vì vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị bổ sung các cơ quan báo chí, nhà báo vào danh sách đối tượng được gia hạn nộp thuế, miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp thuế VAT, thuế thu nhập cá nhân, miễn tiền phạt chậm nộp thuế. Bộ cũng đề nghị văn phòng chính phủ báo cáo chính phủ xem xét quyết định. Mặc dù mức sống tại Hà Nội trong 3 năm qua cao nhất cả nước, nhưng giá bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh luôn cao hơn một sản phẩm cùng phân khúc và vị trí khoảng 10%. Hiện nay, nguồn cung mới của thị trường chỉ ở mức 25.000 đến 30.000 sản phẩm nên không thể đáp ứng đủ rất ít các sản phẩm được mở bán có giá phù hợp với khả năng thanh toán của người dân. Trong khi đó, thu nhập của người dân không thay đổi nhiều, thậm chí sụt giảm trong thời gian dịch bệnh. Chưa nói đến những người có thu nhập thấp, các bất động sản giá khoảng 2 tỷ cho người dân có thu nhập khá cũng không nhiều. Trong khi đó, các chủ đầu tư đặt biên độ lợi nhuận quá cao, có những dự án lợi nhuận lên đến 40 đến 50%, không triển khai các dự án có giá trung bình với biên độ lợi nhuận 10%, khiến giá nhà càng cách xa mức thu nhập của người dân. So với thế giới, giá vào trong nước ghi nhận biến động thấp hơn nhiều, nguyên nhân đến từ việc hầu hết các doanh nghiệp đều niêm yết giá mua bán chênh lệch rất cao so với thế giới, phổ biến trong khoảng 8 đến 9 triệu đồng một lượng. Trước ảnh hưởng của dịch bệnh và việc các thành phố lớn phải thực hiện giãn cách xã hội, đại diện các doanh nghiệp vàng cho biết thanh khoản vàng miếng đã xuống rất thấp. Việc mua bán vàng gần như không diễn ra tại các doanh nghiệp, trong khi giao dịch vàng tại các ngân hàng cũng ở mức thấp vì thanh khoản kém vàng trong nước còn ghi nhận chênh lệch cao giữa giá mua và giá bán, hiện phổ biến ở mức 700.000 đồng một lượng với vàng miếng SJC và 1,5 triệu đồng một lượng với vàng nhẫn. Theo các chuyên gia, thời điểm này, nhà đầu tư tham gia thị trường vàng trong nước sẽ chịu nhiều rủi ro vì chênh lệch giá mua, bán và giá vàng trong nước so với thế giới đang ở mức rất cao. Nếu tham gia thị trường, các nhà đầu tư cần lựa chọn những mặt hàng vàng với chênh lệch giá thấp.